trả luận điệu nước Nga yếu đuối của ông Obama. Cựu Tổng thống Mỹ vừa mới mãn nhiệm là ông Barack Obama đã từng gọi Nga là một quốc gia nhỏ bé và yếu đuối, không sản xuất ra bất cứ thứ gì mà các nước khác muốn mua. Quan điểm này cho thấy rõ, cựu Tổng thống Mỹ không am hiểu về nước Nga và những điều mình đã nói. Trước hết, về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ quân sự, Nga có khối công nghiệp quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, và đứng thứ hai trên thế giới về khối lượng xuất khẩu vũ khí. Trong năm 2014, Nga đã vươn lên vị trí hàng đầu về sản xuất máy bay quân sự. Nga đứng đầu trên thế giới về sản xuất các hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn. Các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga được coi là tốt nhất trên thế giới. Nga là quốc gia duy nhất sở hữu công nghệ sản xuất hệ thống radar được chế tạo bằng các mô đun sản xuất tại nhà máy để theo dõi các vụ phóng tên lửa. Hải quân Nga, mạnh thứ hai trên thế giới, đứng số một về số lượng tàu hộ tống đứng thứ hai về số lượng tàu tuần dương và tàu ngầm hạt nhân, đứng thứ tư về số lượng tàu khu trục và tàu ngầm phi hạt nhân. Toàn thế giới đều biết về chất lượng tuyệt vời của vũ khí Nga và độ tin cậy của các nhà máy điện hạt nhân về các công nghệ vũ trụ tiên tiến của Nga. Tuy nhiên, còn có rất nhiều lĩnh vực mà Nga đã thành công, vậy đó là những lĩnh vực nào? Trên trang web ruexpert.ru có bài viết các lĩnh vực mà Nga đi tiên phong, nói về các lĩnh vực hoạt động của con người mà Nga lọt vào top 5 quốc gia tiên tiến nhất. Danh sách này bao gồm nhiều trang, trong đó có một số lĩnh vực chủ chốt, ví dụ như về lĩnh vực kinh tế. Ngoài quân sự, Nga có những thế mạnh gì? Vào những năm 2010, Nga đã lấy lại vị thế nước xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới, địa vị mà trước đây nước Nga đã từng chiếm giữ vào đầu thế kỷ 20. Theo các chuyên gia của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, WWF, Nga là cường quốc duy nhất trên thế giới với nguồn dự trữ tái sinh, trữ lượng gỗ, cá và các tài nguyên thiên nhiên tái tạo khác thường xuyên tăng lên. Ví dụ như từ năm 1995 đến năm 2015, diện tích rừng ở Nga đã tăng thêm 79 triệu HA, Nga đứng thứ ba trên thế giới về tổng sản lượng điện và tổng sản lượng sản phẩm dầu mỏ. Nga đứng số 1 trên thế giới về số lượng nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng ở nước ngoài. Nga có các công nghệ hiện đại nhất đảm bảo an toàn cho hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân, đồng thời cũng có đóng góp rất lớn cho lĩnh vực y học hạt nhân. Nga đứng thứ 5 trên thế giới về khai thác quạng sắt và sản xuất thép, đi tiên phong trong một số lĩnh vực luyện kim màu. Nga chiếm vị trí thứ 5 trên thế giới về tổng chiều dài tuyến tàu điện ngầm. Các hệ thống metro Nga được xem là đẹp nhất trên thế giới và có nhiều giải pháp kỹ thuật độc đáo cho các nhà ga và các đường hầm dưới lòng đất. Nga đứng đầu trên thế giới về số lượng các thành phố với hệ thống xe đẩy trolley. Nga đứng thứ hai trên thế giới về số lượng máy bay trực thăng cả dân sự và quân sự. Trong hàng chục năm, Nga dẫn đầu thế giới về số lượng đột phóng từ sân bay vũ trụ. Kể từ năm 2011, Nga là nước duy nhất thường xuyên thực hiện các chuyến bay vũ trụ có người lái. Số sân bay vũ trụ mà Nga thường sử dụng là lớn nhất trên thế giới. Nga đứng thứ năm trên thế giới với số lượng điện thoại di động được sử dụng trong năm 2016, Nga đã bước lên vị trí thứ hai về đảm bảo khả năng dễ tiếp cận dịch vụ di động. Ở Nga, Internet có dây giá rẻ nhất trong số 50 quốc gia có GDP cao nhất. Nga đứng thứ 6 trên thế giới về số lượng người sử dụng Internet, đứng thứ 3 về số lượng lưu lượng Internet, và tiếng Nga là ngôn ngữ phổ biến thứ hai trên mạng Internet sau tiếng Anh. Hệ thống LONAS của Nga là một trong hai hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu cùng với GPS của Mỹ đang hoạt động trên thế giới ngoài ra nga còn có hàng loạt những thành tiệu khác trong lĩnh vực khoa học văn hóa và thể thao địa vị cường quốc của nga được đảm bảo trên nhiều lĩnh vực đây là điều mà các nước phương tây đang ra sức phủ nhận chỉ nhằm mục đích hạ thấp uy thế của moscow